mới chỉ 14-15 tuổi. Thế nhưng nhóm thiếu niên này đã nhiều lần giả danh cảnh sát hình sự, gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuối tháng 12 năm 2021, nhóm đối tượng này đã hẹn nhau đi lang thang trên các tuyến phố. Nếu phát hiện người không đội mũ bảo hiểm, không có biển kiểm soát xe máy, sẽ tổ chức chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, đe dọa chiếm đoạt tài sản. Nếu nạn nhân phản kháng, nhóm thanh thiếu niên này sẵn sàng dùng vũ lực tấn công cho đến khi lấy được tiền. Bọn cháu đuổi theo đến cầu Nhật Tân thì bọn cháu tát được đầu và anh ấy dừng xe. Thì bọn cháu có xuống xe và đánh. Bọn cháu đánh vào mặt và đá vào lưng. Lúc xuống xe thì bọn cháu nói với anh ấy là bọn cháu làm ở bên hình sự số 7 Hồ Thiên Quang ạ. Và bọn cháu có yêu cầu kiểm tra người và mở cốp xe. Bọn cháu bắt đầu dọa tiếp là đưa xe về phường thì người con trai đưa cho anh Khiêm 500.000 ạ. Cầm đầu băng nhóm này là một thiếu niên mới chỉ học hết lớp 7. Nhiều lần xem hình ảnh các tổ chức cảnh sát hình sự, cảnh sát 114 mặc thường phục trấn áp tội phạm trên mạng xã hội. Đối tượng này nảy sinh ý định bắt trước và rủ 8 đối tượng còn lại cùng tham gia, đóng giả cảnh sát hình sự để cướp tài sản người đi đường. Thấy kiểu hình sự đập ở trên YouTube với cả mạng TV các thứ thì bọn cháu thấy bọn cháu nghịch theo. Lúc đó bọn cháu chán, bọn cháu đi lượn thì bọn cháu không có việc gì làm. Xong bọn cháu nghĩ ra mấy cái trò nghịch dại đấy thì bọn cháu cũng ngông cuồng, ngông người, không nghĩ đến hậu quả. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 2 chiếc xe máy là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của ổ nhóm này. Chỉ trong vòng vài ngày cuối năm, nhóm đối tượng này đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn 1 triệu đồng. Cơ quan công an cũng khuyến cáo với người dân đi vào buổi đêm gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta nên hết sức cảnh giác. Sau khi các đối tượng xưng danh là cảnh sát hình sự xuống để kiểm tra thì người dân cần phải kiểm tra cụ thể thẻ ngành, đơn vị công tác và yêu cầu đưa về trụ sở để làm việc, không được kiểm tra trực tiếp ngoài đường khi không mặc quần áo quân phục cũng như không có các lực lượng đi cùng. Trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang cho người dân vào dịp cuối năm của các đối tượng này, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng còn lại.